Ngôi nhà sàn giản dị nằm giữa thung lũng tình yêu ở bản Còi Đá, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy. Khoảng thời gian gần đây có một điều đặc biệt luôn thu hút các bạn nhỏ. Đó là một tủ sách được dựng ngay giữa nhà sàn với hàng trăm đầu sách từ truyện đọc, tiểu thuyết, sách lịch sử, khoa học, kỹ năng sống v.v. Ở đây còn có những chiếc ghế nhỏ để các bạn có thể thoải mái ngồi đọc sách hàng giờ đồng hồ. Cô bạn Hồ Thị Kim Ngân ở bản km 14, cách bản Còi Đá hơn 5 km. Thế nhưng bạn vẫn thường xuyên đến đây để đọc sách. Ở bản em, bản km 14 không có tủ sách như này, nên em vào đây để đọc các quyển sách mà em yêu thích, nên là em rất muốn được trong tương lai em có thể đến đây nhiều hơn. Còn đối với Hồ Văn Trường, bạn mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, về khoa học, và những quyển sách ở đây đã trở thành những người bạn thân thiết, giúp bạn thỏa sức tìm hiểu, khám phá. Em thường xuyên đến đây đọc sách. Những sách em đọc là sách hàng đồng và khoa học. Tủ sách này là kết quả từ chương trình Tủ sách cho trẻ em do Chi đoàn Báo Quảng Bình, Chi đoàn Sở Du lịch, Công ty trách nhiệm hữu hạn Netting, Đoàn xã Ngân Thủy phối hợp thực hiện từ tháng 6 năm nay, nhằm lan tỏa tạo thói quen đọc sách cho các bạn học sinh vùng núi, vùng khó khăn và giúp các bạn có cơ hội học tập phát triển toàn diện. 500 đầu sách đã được trao tặng cho các bạn nhỏ xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy và nơi đây trở thành địa chỉ quen thuộc của các bạn sau mỗi buổi tan trường. Em đến đây em cảm thấy rất thích vì có nhiều sách truyện và em sẽ đến thường xuyên hơn. Trong thời gian vừa rồi thì từ khi được đóng và xây dựng tủ sách này thì được các cháu tại địa bàn cũng rất phấn khởi và thường xuyên tập trung và đọc các cái cuốn sách. Trong thời gian tới thì xã đoàn là tiếp tục phối hợp rồi kêu gọi các cái nguồn nhân lực từ ngoài đó, cũng sẽ luôn quan tâm hỗ trợ cho các cháu trong địa bàn để bổ sung nhiều sách hơn cho các cháu tại địa bàn của Còi Đá. Sách là kho tàng của tri thức, và các bạn biết không, nhiều tủ sách đã và đang được xây dựng trên các bản làng miền núi xa xôi. Hy vọng rằng cùng với những tủ sách cộng đồng này, các bạn học sinh sẽ có điều kiện tốt hơn để tiếp cận những kiến thức đa dạng trên các lĩnh vực. Và dưới tán rừng xanh, thế hệ trẻ của bản làng sẽ nỗ lực hơn, quyết tâm hơn trên con đường xây dựng một tương lai tươi đẹp.